Xin chào cả nhà. Hôm nay chồng mình sẽ làm món cá hố kho kiểu Hàn mọi người ơi. Ở dưới chồng mình lót một cái lớp mua mọi người là củ cải trắng á. Cái là bắt đầu lót lót cá lên nè. Tại vì lót củ cải dưới cho nó đừng có cá đừng có dính đít nồi nữa mọi người. Cái này hầm lâu lâu nó mới ngon. Đây. Còn cái này là hành ba rô nè, củ hành với lại là ớt. Ớt là phải dùng loại ớt cay nó mới ngon. Đó. Anh nhớ Xin chào. nhà mình là thuộc họ là mẫu hệ nha mọi người. Đàn ông là nhà bếp, phụ nữ chỉ đứng chỉ đạo thôi à. Còn cái này là cái nước sốt chồng mình làm sẵn đó là mọi người. Đó, nước sốt này là có nước tương nè, tỏi bằm, bột ớt, với là tiêu. Tôi vừa chiếc ăn Yep. nhôm, vừa tôi đưa cả.마늘, 고춧가루, 간장, 소금, 설탕, À, có đường với조미료, muối nữa. 후추. Có đường với muối nữa. Với lại một chút bột nêm nữa. Nè mọi người, sôi ùn ùn kìa nè. Bây giờ nó bắt đầu sôi, hồi để cho nó cạn cạn. Cái này là mình không có chở nha mọi người. Nếu mình chở là cá nó bị nát hết á. Để vậy thôi, hồi mình nhận nhận xuống là được. Nè mình nấu xong rồi nè mọi người. Đây hôm nay mình ăn cơm gia đình nha. Đây là nè, có mấy món. Để mẹ cho ăn nha. Đó. Đó. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Ok. Coi chừng đó coi. Hôm nay đó mình giờ mình làm xong rồi nè mọi người. Đó, giờ mình ăn cơm nha. Chú. 아가 보여주는데. 뭐 그래? 아이. 나 초연이한테 배웠어. 아, 안 먹으면 안 돼. Đây là một chảo luôn đây. Để mẹ ăn, mẹ ấy cho con nha. Cái đấy rồi. Không có cay nhiều đâu con. Cái này của mình một cái. Không mèo à. Cái này mình thấy cũng. Cái gần này mà. Nè, đưa chén. Con kia. Không, đưa chén. Đây là cá hồi, cá hú, bậy. Cá hú. Nói đi con. Cá hố. Cá hố. Cá hố. Cá hố kho. Cá hố. Nào con ăn đi. Con cảm ơn mẹ đi Bi. Con ăn nữa. Giỏi. Cái con cá hố này là cái khúc bụng là nó có nhiều xương đó mọi người. Còn cái khúc lưng thì nó ít xương. Cái tay của con được không? Cái này quay ngon không ăn được. Ngắm mèo. Còn cắt. 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 Ừ, có ăn này. Có ăn này nha. Cắt con. Cắt con. Mẹ cắt. Châu Anh đã ăn cơm nếp rồi. Cái này nấu là đặc biệt không có chở mọi người ơi. Chở là nó bị nát cá luôn. Nó quá. Mình nó sôi sôi lên đó là mình bỏ vô một miếng nước nữa là cho nó sôi nhiều rồi cái nó cạn luôn vậy đó. Chứ không có chở. Aba sẽ gặp thịt sốt sốt. Aba mà một cái nữa. Khoan tàu không? Ừ.
이제 봐. 네. 아빠 엄마 손. Nãy chồng mình mua nhiêu cá hấu này là 20 ngàn quên rồi mọi người. Là 400 ngàn. 400 ngàn là được 7 khúc vậy nè. Cá hấu bên này mắc. Maşta. Bu ya? Bu. Chơi đồ chúc phán. Đây là của này của cá chó. Của cá chó. Của cá trắng. Ừ. Cái này của cá trắng. Ừ, cái này của cá trắng. Cái. Cái. Cũng cái cây đi. Cái. Ừ. Hôm nay tôi bỏ rồi. Ừ. Ở cái bàn kìa. Ở cái bàn nè. Ồ. Bà bị đi lọc cái số đi chào bà rồi bột. Ừ. Chỉ ta nó nè chứ nè cả. Ồ. Chúc bà chọc cái bà chọc. Chị. Ừ. Nó nè cả. Chúng có tù đi tù. Ừ. Ủa hóa tù đi tù. Hóa tù đi tù. Hóa tù đi tù. 아니야, 형아들인 건데? 형아들인 나 형아들인데? 남자는 형이라고 그러고 여자는 오빠라고. 좀 tiếng Hàn ở Hàn Quốc á mọi người. Là ở집에서? Con gái mà kêu anh trai á là giống như em gái mà kêu anh trai á là kêu bằng oppa, nhưng mà em trai kêu anh trai là kêu bằng hen. Nó không giống như Việt Nam mình. Việt Nam mình thì cứ em trai hoặc là em gái gì cũng kêu anh bằng anh. Bằng anh ơi, anh thứ mấy, anh thứ mấy. Còn ở Hàn Quốc thì nó khác. Giống như ở bên Hàn Quốc là kêu ai là người đó, chứ không có giống mình là kêu chung. Tiếng cái từ mà ở Hàn Quốc mà giống như em gái mà kêu chị gái là kêu bằng anh ni. Còn mà em trai kêu chị gái là kêu bằng Nuna, nó cũng khác vậy nữa. Giống như ở Hàn Quốc mà nó tiếng học nó cũng khó, nó lu bu lắm. Mẹ, đồ quá mà không sao vậy? Đồ quá. Để mẹ kiếm tiền thật ra nhiều tiền nha. Để mẹ cho con đi về Việt Nam mỗi tháng nha. Dạ. Trời, dạ luôn, ghê. Mùa hè này con đi không? Dạ. Gần tới mùa hè Việt Nam rồi nè. Dạ. Gửi về bển một tháng nha. Dạ. Về bển con làm gì? Về ông ngoại, một tháng rồi làm gì một trong một tháng đó? Chơi không hả? Chơi thôi hả? Có làm gì nữa không? Có dự định gì không? Em bé chơi với em bé hả? Dạ. Chơi với em bé thôi hả, chứ không có dự định gì hết hả? Dạ. Ok cả nè kìa. Một cái. Ừ, một cây. Chục cây hả? Em ăn được một cây. Cảm ơn con. Ngon quá. Đâu rồi tóc? Không có cây, nói tiếng Việt. Ừ, đâu quá. Cái này, cây. Này là không cây. Cái này cũng không cay. Con ăn này đi, cái này ăn tốt lắm nè. Cái này phụ nữ mình ăn tốt lắm. Ăn tốt cho sức khỏe lắm nè. Con ăn này đi. Họ hàng cái rong biển đó. Đây là Việt Nam rồi, con có mua quà gì cho ngoại bà ngoại không? Ừ. Nè đi. Về Việt Nam mày có mua quà cho ông ngoại bà ngoại không? Dạ. Có không? Dạ có. Mua gì? Kem. Trời, về mua kem thôi hả? Về Việt Nam mua kem cho ngoại bà ngoại hả? Cái ông ngoại có. Ông ngoại không có. Có.
Nhà đâu có kem. Ừ. Em mua rồi. Mua kem rồi mua gì nữa? Em mua rồi. Sô-cô-la. Sô-cô-la hả? Rồi, rồi mua gì nữa? Rồi mua gì nữa? Kem. Kem rồi, sô-cô-la rồi. Còn mua gì nữa không? Mua đặc sản cho chú. Có mua gì nữa, sách gì về? Mùa này là mùa dâu tây à. Dâu tây nè, quýt nè. Quýt. Ừ. Quýt mua. Quýt. Quýt mua. Chị Quỳnh mà có cái tánh này thì lớn chắc không có dư được tiền mọi người. Chắc làm có tiền cái đi du lịch hết trơn. Cái gì? Mà dù phía sau. Sao cho nó rồi? Sao cho nó vậy? Chà má. Gì thế? Té. Té đâu? Dạ. Té đâu chà má? Đê. Đâu coi coi. Đưa cho mọi người coi, cô chú coi coi con chà má ở đâu rồi. Chà má đó đó hả? Chà má nói té chà má tay rồi mọi người. Đó. À. 여기 보여주려면 이렇게 보여줬는데 여기잖아. 하지마. 쟤 몰라 자기야. 이렇게 이렇게 이렇게. 응. 어떻게 해야 돼? 그러니까 이상하면 안 파니까 이렇게 해야지. 됐어. ba biết rồi. Mọi người ơi, cái này là cái ngón tay này là đau chảy máu đó mọi người, là đưa cho khoe mọi người xem. Là mét là nó chảy máu. À, nhưng mà vừa đưa ngón tay lên thì chồng mình bụm lại thì giống như là thì cái này là đưa ngón tay giữa lên thì nhà mình cũng biết là nó có ý nghĩa gì rồi đó. Nhưng mà treo quên thì không biết đâu mọi người, treo quên thì chưa có biết. Chưa ý thức được. Cho nên là nhà mình thông cảm nha, đừng có nói là đưa ngón này lên là không thật tốt. Tại treo qua không có biết. Tại thật ra là cái ngón này là đau cho nên đưa lên thôi. Chồng mình chụp lại. Bữa nay treo qua đi học á, cái đi ra ngoài đi cô giáo chở cái mấy học em học sinh đi ra ngoài chụp hình qua cải vàng đó mọi người. Cái có chụp hình gửi về cho phụ huynh nữa. Mới đi vô cái trường này học nhưng mà có bạn thân rồi đó ngang. Là theo anh về là cái bạn kia đứng ở trong á, là cái anh chào hoài luôn, anh nhân hoài luôn, không chịu vô nhà. Chừng nào mà bóng dáng theo anh một khúc rồi mới đi vô. Giống như là hai đứa thân nhau. Rồi. Chào tạm biệt cô chú đi nè. Còn anh từ tiền. À, con chào cô chú đi. Xin chào tạm biệt cô chú. Rồi, bye bye tiếp theo. Rồi hôm nay quay đến đây thôi mọi người ơi. Bye bye. Bye bye. Bye tiếp theo.